Nhà của em sao? À, ngay gần Sun World mà chứ. Xong chụp gia đình của mẹ của em mà. Em nghĩ em sợ còn hơn anh nữa. Trang nghĩ mẹ Trang sẽ căng thẳng nếu mà gặp một người đàn ông biết thương vợ, biết lo cho gia đình là cái mà cô mong cầu lắm nhất của cô. Là mẹ của Thị Dương nên cần nó có một cái người chỗ dựa vững chắc, là một người đàn ông trong gia đình. Nãy giờ mẹ nói chuyện mẹ thấy sao? Thấy hiền, thấy cũng thật thà, nhưng mà bây giờ nói chuyện mới có chút xíu rồi đâu có hiểu được nó đâu. Con trai đàn ông thời bây giờ mà thật thật giả giả đâu biết được. Đúng không mà con còn 21 tuổi nhưng mà có người cầu hôn thì sao? 21 tuổi thì bác mình thấy cũng có là nó sớm. Hello. Sớm đợi lâu không? Cô có một số cái vấn đề mà muốn hỏi cháu một chút. Cô nói để cháu hiểu là cô không có đồng tình lắm về vấn đề sống thử. Tất cả những cái đấy nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Thì tụi con mới gặp nhau thì trong vòng một tháng chưa thể nói được một cái gì cả. The Best Seller Việt Nam.